Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm tiếp cái series nấu ăn, và món ăn mình sẽ giới thiệu đến các bạn đó là cháo vịt nha các bạn. Món ăn nó cũng đơn giản nữa, lại là món ăn đơn giản nhưng mà nó sẽ được làm tại Nhật Bản, và sau đây mình xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Ok. Và để làm món cháo vịt thì trước tiên những nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị là một con vịt, gan mềm, mấy cái này là mua lẻ, đây là rau răm nha, hẹ, hành, củ cà rốt nè, đây mấy cái này là bắp cải nè, là lát mình để mình làm gỏi, núm thì lát mình cho vào nồi cháo luôn nha, gừng, đặc biệt là cái nước chấm mắm phải có gừng vào, và đây là nước mắm, đường, muối, bột ngọt đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm thôi các bạn. Và trước tiên chúng ta sẽ bắt một nồi nước, này nấu nước hơi nhiều các bạn, tầm cỡ 3-4 lít nước nha. Và sau đó chúng ta bật bếp lên và tiến hành các con vịt, tại vì cái xô không nhỏ, con vịt bự quá, vịt này nó tầm cỡ 1,7 kg, và nó là không phải là vịt Việt Nam, nó là vịt của Thái Lan được nhập khẩu qua. Bây giờ mình cắt nhỏ nó ra để mình bỏ vào. Và trước tiên chúng ta luộc con vịt trước, tại vì con vịt nó quá bự, mình luộc trước đi rồi sau mình từ từ bỏ cháo vào cho nó bự quá, nên mình đã cắt nó làm 4 rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ vào, bỏ xong nó rất là mập mạp. Mấy cái phần gan mề này cũng vậy, mình cũng luộc. Và sau khi luộc lơ dịch được một lúc thì nó cũng đã sôi lên rồi, nhưng mà nó bự quá, mình luộc cũng rất là nhiều thời gian. Và sau khi mấy cái mề mình cũng rửa rồi thì mình cũng bỏ vô luôn nha, cho vào chung hết. Gan mề là mình cho vào hết. Và cái nó có bọt, mình cứ vớt bọt đây. Cái nồi nhỏ quá, đẩy ra con vịt, chưa đẩy ra rồi. Và trong khi chờ đợi thì chúng ta bắt làm gỏi nè, làm gỏi bắp cải, bào bắp cải ra cho nó nhỏ ra, và cà rốt. Rồi, chúng ta chuẩn bị thôi. Và trong khi thời gian chờ đợi thì mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Đây là cà rốt nha. Cà rốt mình cắt hạt lựu để mình bỏ vào trong cái nồi cháo cho nó có màu mè và nó tăng vị ngon. Và đây là núm nha, núm mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Còn bắp cải thì mình cũng đã bào sắc thiệt là nhuyễn rồi đó các bạn. Còn đây là cà gót này, cà gót thì mình gọt ra rồi mình bào sợi nhỏ nè, mình không cần phải sắc nhỏ nữa đâu. Và rau răm. Ok, và bây giờ mình bắt đầu trộn gói. Thì chúng ta cứ cho hết cái phần rau bắp cải nè, bắp cải chúng ta vừa bào, cho hết nó vào một cái thau lớn chút để mình trộn cho nó dễ. Bắp cải nè, cà rốt mình bào sợi nhỏ rồi đó các bạn, cho vào hết đi, cho hết vào. Và mình sẽ làm cái
cái nước gỏi này nè. Nước gỏi này mình sử dụng đường và một ít ít ngọt như là chanh, bảo đảm rất là ngon. Và mình đổ nước chanh vào. Đấy. Mình không thêm một miếng nước mắm nha, nó có vị ngon. Ok. Và sau khi trộn cái gỏi nó lên đều như thế này rồi nè các bạn, thấy không? Nhìn rất là hấp ngăn. Và mình bỏ cái nước gỏi này mình vừa làm hỗn hợp này vào. Đấy. Ok. Bỏ vào mình cứ trộn cho nó ấy. Và mình để tầm khoảng 20 phút là có thể mình ăn rồi đó các bạn. Thật ra nấu ăn thì những cái món như thế này thì nó cũng đơn giản, không có khó lắm. Mình chịu khó mình theo dõi hay là những cái clip kia nọ, mình có thể làm được như tất cả. Mình thì cũng nấu ăn cũng tạm tạm. Các bạn xem clip này thấy thú vị và hấp dẫn thì các bạn cho mình đăng ký và chia sẻ nha các bạn. Mình bật chuông để nhận các thông báo về các clip sau. Đăng ký ủng hộ mình nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Và sau một khoảng thời gian thì mình lột dịch cũng đã như thế này rồi. Và cái gan cái mề sớm mình bỏ vô đó, cái này mau chín mình cũng đã vớt ra rồi. Đó. Và bây giờ mình cho gạo và mình bỏ vào. Nếu như mà 2-3 người, 4 người ăn trong một lần thì bao nhiêu gạo đây nè là đủ. Mình bỏ vào nha các bạn. Ok. Và mình cũng đã chuẩn bị gừng rồi nè các bạn. Gừng thì mình cạo vỏ nha các bạn, chứ không phải là gọt nha, gọt hoặc là không còn nhăn luôn á. Và 3 trái ớt. Gừng với ớt này á mình bỏ vô trong cái bịch hay cái cối á, mình giả mình đập ra nha, chứ mình không có mà sắt, mình đập cho nó nhuyễn ra nha các bạn. Rất là ngon. Ok, ngon lắm. Đây này các bạn, mình cũng đã bầm đập cho nó nhuyễn, nó nhỏ gừng như thế này nè các bạn. Và mình cho đường vào nè, miếng bột ngọt nè, và nước mắm nè. Ok, nước mắm nè. Rất là hấp dẫn, đẹp trở lên chứ. Và mình cho thêm một chiếc chanh nha, nước khúc chanh. Wow, cháo vịt mà chấm với mắm gừng thì đúng bà đúng không các bạn? Ok, thế là con vịt của chúng ta cũng đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình vớt ra rồi để nguội, lát rồi mình cắt. Yeah, quá bốc khói luôn á. Và rồi cháo, và sau cùng là cháo chúng ta. Cháo thì nó cũng đã nở rồi á. Mình nấu thêm tầm cỡ 10 phút nữa đi. Đập đầu. Mình bỏ tất cả những cái gói hột lựu nè. Và nấm vào nè. Và nếm cái nữa là ok. Chúng ta đã chuẩn bị sắp có một cái nồi cháo rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta cắt vịt thôi các bạn. Dạ, nóng nha. Cắt canh vịt này trước. Vịt thì mấy cái đùi cánh thì mình cứ canh ngay cái khớp của nó, mình thấy một cái là nó được rồi. Đó là ok. Còn nè, nói chung là mình nấu con vịt này rất là mềm luôn các bạn. Cắt thôi. Nhìn thấy nó bụng không các bạn?
mình cũng nhìn thôi mình cũng rất là đói rồi đó. Gan mày thì cũng để mình cắt dừa ăn, cắt dừa dừa mình gấp mình ăn mình ngon. Đây này các bạn thấy là mình cũng đã sắc xong rồi đó, rồi mâm luôn đúng không? Cháo thì nó cũng đã hợp lý rồi, thì bây giờ mình cho những phần còn lại vào, đó là đây. Đây có cá hộp luôn nha, và đây là núm đây. Ok, đến đây thì nó cũng sắp xong rồi đó các bạn, cũng sắp ăn được rồi đó, và chỉ cần đợi chờ một chút xíu thời gian thôi. Và cũng như thường lệ là các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nhé, để mình sẽ có động lực tạo tiếp những cái video về ẩm thực hay là những cái chủ đề về cái giải trí phục vụ cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thành quả thì các bạn, và bây giờ mình chờ thêm chút xíu nữa là cháu có thể ăn được một mâm vịt, và đây là mắm gừng, và đây là cái gỏi, thiệt là ngon, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm. Và đây là công đoạn cuối cùng, mình tiến hành nêm thôi, nêm đường muối bột ngọt vào cho nó ngon. Ok, cái nấm này bỏ nấm dầu thì nó hơi ra bọt, nói thì các bạn có thể vớt bọt, vớt ra bỏ bắp trên. Ok, thế là nồi cháo của chúng ta đã hoàn thành rồi, và bây giờ chúng ta tắt bếp chuẩn bị ăn thôi các bạn. Và thế là chúng ta đã hoàn thành nồi cháo vịt được nấu tại Nhật Bản. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn thôi các bạn. Chúc các bạn ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Đừng quên để lại comment và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Các bạn nào chưa đăng ký thì các bạn đăng ký ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye các bạn. Okay.